Đây nó có một đặc điểm vô cùng nổi bật là có nhà có cửa nhưng mà sẽ mất nhà mất cửa, và cuộc đời sẽ có một lần phá sản rơi vào đau đau lận đận. Thì đây là cái mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1968 mẫu thân, năm nay đã 55 tuổi rồi. Và khách có đặc biệt xem TV và sau khi xem bàn tay cho khách xong thì gói cái bàn tay của khách hàng nó có một cái dấu hiệu rất là quan trọng, có thể là khách hàng sẽ bị mất tài sản rất là lớn mà đó là nhà cửa đất đai. Và ai mà có cái dấu hiệu này thì chúng ta phải thực sự cẩn trọng khi mà chúng ta làm bất cứ công việc gì. Lúc có tiền có của thì không sao, nhưng lúc mà chúng ta mất hết, nhất là mất ở cái tuổi già thì nó vô cùng khó khăn chúng ta, tại vì tuổi trẻ thì làm lại nó dễ nhưng bây giờ thì làm lại nó khó. Và đây là một mẫu bàn tay của nữ, thì trước tiên là nhìn qua mẫu bàn tay thì chúng ta thấy cái màu sắc da tay của bàn tay này nó cũng hơi khô, và nó bàn tay nó có độ thô thì nó cũng nói là về cái vấn đề tình cảm, thì cái chị này cũng sẽ có sự và trong vấn đề tình yêu tình cảm vợ chồng cũng có thể là không có được hòa hợp nhá. Thứ hai nữa thì chúng ta nhìn tổng thể bàn tay thì những cái gò ở trên lòng bàn tay thì nó cũng không nổi quá cao nhưng mà nó cũng không phải là quá thấp, và các ngón tay thì nó cũng tương đối là dài và dày, và các cái ngón tay thì nó cũng khít chứ nó không có bị hỏng. Thì nó nói là người này có cái sự quản lý chi tiêu tốt, làm ra tiền nhưng mà cũng không phải là người chi tiêu hoang phí, cũng biết sử dụng đồng tiền. Ngón cái của chị này rất là lớn thì nó nói là người này có cái ý chí có nghị lực rất là cao, là phụ nữ nhưng mà sẽ phải gánh vác các công việc lớn trong gia đình, nghĩa là phải tự mình làm rất là nhiều việc, lo việc trong nhà nội ngoại ra cũng phải đứng tay mình. Và ở trên cái chị tay này thì các cái đường tâm đạo này, đường trí đạo và đường sinh đạo và đường sự nghiệp cũng khá là rõ nét, và nó cũng ít cái lằng cắt. Thì nó nói là cái người này chính là cái đường tâm đạo, là cái người có cái tâm tốt, sống là nhiệt tình, sống biết trước biết sau, sống có hiếu với gia đình, nó hết lòng với gia đình chồng con. Cái đường chỉ đạo của chị này thì nó cũng sâu đậm, nó dài đến gọi thấy riêng là người này có cái đầu óc thông minh, tính toán tốt, người này sẽ thích hợp về lĩnh vực buôn bán, có thể đứng lên làm chủ được. Còn về đường sinh đạo, sinh đạo người này thì cũng có những cái nét mà hướng lên, thì nó nói là trong cuộc sống thì chị này cũng sẽ có những cái lúc mà công ăn việc làm cũng như là tiền bạc nó có sự thuận lợi may mắn, tiền kiếm ra cũng nhiều. Và trên cái các cái gò thì chúng ta để ý nha, thì cái gò dưới cái ngón đeo nhẫn đó là cái gò thái dương, thì ở trên cái gò này nếu như mà nó có một cái đường thẳng lên cái ngón tay đeo nhẫn thì người này sẽ có điểm sáng đất cát, có lộc đất đai. Tuy nhiên thì chúng ta để ý không, ở trên cái ngón tay này nó cũng có một đường nhưng mà nó không chỉ ở thẳng lên cái ngón tay mà nó lại rẽ ngang về hướng ngón tay út, không ạ? Đây là một cái dấu hiệu cực kỳ xấu luôn nha mọi người. Cái dấu hiệu này thì nó báo là người này có nhà cửa đất đai nhưng mà sẽ không giữ được, sẽ bị mất đi, và mất đi ở cái tuổi xế chiều chứ không phải là mất đi tuổi trẻ. Và cái này nó ứng với cái chị này luôn, chị này cũng có nhà có cửa nhưng mà bị mất cái lúc 49 tuổi. Năm nay chị đã 55 tuổi rồi. Đấy, chị đã có tất cả nhưng mà chị đã mất năm 49 tuổi, vì cái đường này nó không có chạy. Nếu mà nó chạy thẳng là cái ngón tay đeo nhẫn này thì chị này sẽ giữ được nhà cửa đất đai. Tuy nhiên rất tiếc là cái ngón tay này, cái đường về nhà cửa đất đai nó lại rẽ về cái kẻ ngón tay mà nó đã rẽ về đó, là chỉ có mất chứ không có thể giữ được. Thế nên là rất là tiếc cho cái trường hợp này. Những ai mà đang thấy ở trên cái chỉ tay của mình mà nó có các cái đường, nó đường tài đạo này, hoặc đường về lập đất đai này, mà nó rẽ về các cái kẻ ngón tay thì đó là dấu hiệu thất tài, đó là dấu hiệu chúng ta sẽ mất đi tài sản của chúng ta. Cho nên trong cuộc sống làm ăn chúng ta phải hết sức cẩn trọng, làm cái gì chúng ta cũng làm vừa phải thôi, không nên quá liều lĩnh. Tại vì nếu mà chúng ta có 10 đồng mà lúc trẻ chúng ta có thể dùng cả 10 đồng đó để chúng ta ra thị trường, chúng ta chinh chiến, chúng ta thử cơ hội. Nhưng mà khi mà chúng ta về già rồi, chúng ta có 10 đồng thì chúng ta chỉ nên đi đầu tư 2 đồng thôi, còn 8 đồng chúng ta phải giữ lại để phòng thân. Tại vì khi mà các bạn đã về già rồi, cái lộc làm ăn nó đi xuống, cái sức khỏe mình nó không thể được như lúc trẻ, thì cơ hội chúng ta lật ngược lại tình thế thì nó hơi khó, không có người làm được, nhưng mà đa số là nó khó và nó vất vả, và cái gánh nặng kinh tế nó sẽ đè lên các con của mình. Nên là khi về già, nhất là những người mà sau 45 tuổi thì mình cũng tin chân thành là mình làm bất cứ việc gì thì mình phải cẩn trọng, không nên có cái sự lười biếng, không nên tham lam trong vấn đề đầu tư về tiền bạc nữa nha. Cái đồng cung đất canh tác thì nó cũng nằm ở trên ngón trỏ, thì nó cũng mỗi cao đầy thì nó cũng khá là đẹp. Nhưng mà bây giờ mà chị ấy hỏi mình có thể nào mà có lại được hay không, thì nhìn cái tổng thể bàn tay kết hợp với khuôn mặt của chị ấy thì cái hậu vận của chị cũng không đến nỗi khó được nhà hay không, thì mình nghĩ là có, nhưng mà cái này phải dựa vào con của chị ấy con ha, chứ còn anh chị thì có tuổi rồi cũng khó mà mua lại được nhà. Tại vì bây giờ hai đứa con rất là lớn rồi và con cái nó khá là có hiếu với bố mẹ, thì chắc chắn là con cái nó sẽ phải làm, nó mua lại nhà cho bố mẹ rồi. Thì tài lộc của chị này tuy là 55 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn, nghĩa là vẫn làm ăn được, nên chị này hiện tại chị cũng đang kinh doanh về thực phẩm.